10 hòn đảo kỳ lạ và bí ẩn nhất thế giới không ai dám đặt chân lên. Thời thơ ấu nhỏ dại các bạn, chắc chắn là chúng ta đã từng một lần mơ ước được đi khám phá những hòn đảo bí ẩn với nhiều kho báu và trái cây, đóng vai một thuyền trưởng hay là một tên cướp biển vùng Caribe. Thế nhưng các bạn ơi, nhiều hòn đảo hoang vu và huyền bí dưới đây sẽ khiến các bạn dập tắt ước mơ đó ngay và chỉ muốn trở về nhà ngay lập tức thôi đó. Những hòn đảo này đáng sợ đến mức nào thì phải vào ngay video mới biết được nè. Yo! Thứ nhất, hòn đảo chết Miyake-jima, Nhật Bản, hòn đảo khí độc. Các bạn ơi, đừng để vẻ ngoài xinh đẹp của hòn đảo này đánh lừa nha. Các bạn thậm chí có thể sẽ chết nếu như không đeo mặt nạ phòng độc khi bước chân vào hòn đảo này đấy. Đảo Miyake-jima nằm nép mình trong một nhóm đảo thuộc quần đảo Izu, Nhật Bản. Tại sao hòn đảo này lại nguy hiểm đến như vậy? Vâng, đó là do ngọn núi lửa Oyama của đảo này vẫn còn hoạt động với tần suất bùng nổ vài năm một lần. Nguy hiểm hơn hết nha là khí sulfuric rỉ ra từ các ngọn núi và ngay cả từ mặt đất. Do đó, chính quyền đã yêu cầu tất cả người dân trên đảo phải đeo mặt nạ phòng độc bất cứ giờ nào trong ngày, 24/7 luôn. Thậm chí các bạn ơi, ngay cả khi cô dâu chú rể tổ chức đám cưới, mọi người tham dự đều phải mang chiếc mặt nạ ấy luôn. Dù nguy hiểm như vậy, thế nhưng càng nguy hiểm thì lại càng khiến cho người ta tò mò. Hòn đảo đã trở thành một nơi du lịch dành cho những người ưa thích mạo hiểm và khám phá đấy. Đương nhiên rồi các bạn, là tất cả khách du lịch đến Miyake-jima sẽ được cấp một chiếc mặt nạ phòng độc và phải mang chúng trong suốt chuyến đi tham quan. Có thể điều này hơi bất tiện, thế nhưng đây là điều bắt buộc vì sự an toàn của bản thân. Các bạn có dám bước chân đến hòn đảo này hay không? Comment ngay và luôn các bạn nhé. Thứ hai, đảo Puvaglia, cấm địa nhiều ma nhất thế giới. Nếu như các bạn sợ ma, trời ơi, đừng có bao giờ đặt chân đến hòn đảo này giùm tôi. Phim kinh dị sẽ không là gì so với đảo Puvaglia đâu. Puvaglia là một hòn đảo nhỏ nằm ở vịnh Venice, bị ám ảnh bởi những bóng ma hàng ngàn năm nay từ thế kỷ thứ tư. Theo truyền thuyết nha, trong thời đại của đế chế La Mã, hòn đảo là những hố chôn tập thể các nạn nhân mắc dịch bệnh. Đây còn là trận địa cuộc chiến đẫm máu. Đến đầu thế kỷ 20, bệnh dịch hạch bùng phát. Một bệnh viện được xây trên hòn đảo nhằm ngăn chặn mầm bệnh lây lan. Tuy nhiên, sau đó thì các bác sĩ của bệnh viện cũng đã mắc bệnh đó luôn. Bệnh nhân thì bị giết chết. Từ đó các bạn, người dân trong vùng đều tránh xa hòn đảo này bởi vì sợ tới gần sẽ dễ vớt xương người lắm. Sau đó nha, hàng loạt câu chuyện ghê rợn xoay quanh hòn đảo nhỏ đã được theo dệt lên đầy bí hiểm và trở thành hòn đảo đáng sợ nhất trên thế giới. Những câu chuyện về các hồn ma lẩn vẩn trên đảo, những tiếng rên rỉ, gào thét, không ai dám bước chân lên hòn đảo này luôn. Nhưng mà cũng luôn có những tín đồ ưa xê dịch rất liều lĩnh nha. Các thợ săn ma sẵn sàng đánh cược sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng để tham quan, trải nghiệm vùng cấm địa đáng sợ này đấy. Các bạn à. Thứ ba, đảo Palmyra, Mỹ, hòn đảo bị nguyền rủa. Palmyra là một trong những hòn đảo nổi tiếng và bí ẩn nhất trên thế giới. Nguyên nhân là do nhiều hiện tượng kỳ bí, khó lý giải đã xảy ra tại hòn đảo bị nguyền rủa này. Nằm ở khoảng giữa Hawaii và Samoa, hòn đảo Palmyra không hề có người sinh sống. Mặc dù nước biển vô cùng trong xanh, hệ động thực vật thì đa dạng phong phú vô cùng. Tuy nhiên các bạn, lịch sử đảo cũng gắn liền với rất là nhiều vụ đắm tàu xảy ra trong suốt nhiều thế kỷ. Không chỉ là tàu đắm không đâu, một số tàu thuyền cũng đã bị mất tích tại vùng biển quanh đảo Palmyra. Trở lại vào năm 1855 một chút xíu nha, trên đảo đã xảy ra một sự kiện rất là kỳ bí. Khi ấy, một con tàu lớn đã va chạm vào đá ngầm, nhưng mà khi người ta tới giải cứu những người gặp nạn thì không hề thấy bóng dáng con tàu hay là bất cứ thủy thủ nào luôn. Trong suốt Thế chiến thứ hai, những người lính làm việc ở đó thường gặp nhiều cuộc tấn công không rõ nguyên nhân, nhiều người còn tự tử nữa mà. Kỳ lạ hơn, không ít người khi đặt chân đến đây bỗng có cảm giác bất an hay là nhìn thấy ánh sáng lạ rồi đột nhiên biến mất. Một số người cho rằng hòn đảo này đã bị nguyền rủa bởi các thủy thủ đã chết. Thứ tư, đảo búp bê ma Mexico. Đảo búp bê ma được liệt vào danh sách những nơi đáng sợ nhất trên thế giới, chỉ cách trung tâm thành phố Mexico 11 km mà thôi. Tại hòn đảo nhỏ này có chứa đến hàng trăm con búp bê cũ được treo lủng lẳng trên các cành cây. Chúng nằm rải rác trên hòn đảo trong nhiều tư thế rùng rợn khác nhau, khiến cho người gan lì nhất, có tinh thần sắt thép nhất cũng phải lạnh gáy khi đặt chân đến đây.
Theo lời kể nha, một người đàn ông là cư dân trên đảo tên là Don Julian Santana Barrera đã phát hiện một cô bé chết đuối ở một con kênh ở trong rừng, bên cạnh là con búp bê của cô gái. Rồi, để an ủi linh hồn xấu xố của cô bé này, ông đã treo con búp bê đó lên cây. Và đó là con búp bê đầu tiên trên hòn đảo. Sau đó nha, dường như là bị ám ảnh bởi cái chết của bé gái, người đàn ông trong suốt 50 năm đã kiên trì thu thập nhiều búp bê rồi treo chúng lên trên cây. Hòn đảo nhanh chóng đã bị thủ phủ kín bởi những em búp bê. Sau khi ông Barrera chết, hòn đảo vẫn được du khách viếng thăm thường xuyên. Các tour du lịch bằng thuyền để thăm đảo búp bê cũng trở nên phổ biến hơn nữa. Nhiều người khi đến đây đều khẳng định rằng đây là nơi rùng rợn nhất mà họ từng ghé thăm trong cuộc đời. Vâng, nếu như mà các bạn ưa thích cái cảm giác đi xuyên vào vô số khu rừng và ngắm những con búp bê ma quái, book ngay một chuyến đến Mexico để trải nghiệm nhé. Còn bây giờ, tôi dắt các bạn đi tiếp nha. Thứ 5. Hòn đảo rắn Brazil. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu như một ngày nọ lạc vào hòn đảo chỉ toàn rắn là rắn? Thậm chí 1 mét vuông có tới chục con rắn đang bò lúc nhúc. Vâng, hòn đảo rắn rộng tới 45 hectare thuộc địa phận Brazil nằm phía nam Đại Tây Dương, được xem là nơi nguy hiểm nhất. Đến mức chính quyền cũng phải cấm tuyệt đối con người được bén mảng tới đây luôn đấy các bạn ạ. Lý do là vì hòn đảo nổi tiếng là nơi sinh sống duy nhất của loài rắn hổ lục đầu vàng, sở hữu nọc độc nhất trên thế giới. Đây, mặc dù đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ở những vùng đất khác, thế nhưng không hiểu sao chúng lại sinh sôi phát triển nhiều ở hòn đảo này. Cứ mét vuông là có tới 1 đến 5 con rắn hổ lục đầu vàng. Đáng sợ hơn nha là nọc độc của chúng mạnh gấp 5 lần so với rắn độc ở trên đất liền. Rồi, ngoài rắn hổ lục đầu vàng nha, đảo rắn này cũng là nơi trú ngụ của khoảng tới 400.000 con rắn khác nhau. Tất cả đều được xếp vào loại cực độc. Có rất là nhiều trường hợp có người bén mảng tới đây và chết bởi rắn cắn. Sau quá nhiều lần khuyến cáo mà không thành, chính phủ Brazil đã đành phải đặt lệnh cấm ngăn không cho bất cứ kẻ ngu ngốc nào đặt chân lên đảo. Trừ những nhà khoa học đã được trang bị bảo hộ đặc biệt thì mới được thôi, đến nghiên cứu mà thôi. Đó, một hòn đảo thực sự đáng sợ các bạn ha. Thứ 6. Đảo Henderson, hòn đảo của rác thải. Có một điều khó tin các bạn ơi, một hòn đảo không hề có người sinh sống nhưng lại có nhiều rác thải nhất trên thế giới. Nằm ở khoảng giữa New Zealand và Chile, Henderson là hòn đảo nhỏ ở phía nam Thái Bình Dương. Hầu như không ai đặt chân tới Henderson, phần đất liền cùng cách quần đảo tới tận 5.000 km. Thế nhưng đây lại là hòn đảo ô nhiễm nhất trên thế giới. Những bãi cát nguyên sơ giống như là bãi rác thải, đầy chai nhựa, mảnh nhựa vỡ từ chai lọ, mũ bảo hiểm. Theo ước tính của các nhà khoa học, có khoảng 38 triệu mảnh nhựa nặng 18 tấn nằm rải rác dọc bờ biển, 68% bị vùi ở trong cát. Vậy rốt cuộc thì lượng rác khổng lồ này đến từ đâu? Vâng, đó là do những vòng xoáy lớn đã hút toàn bộ rác từ Nam Thái Bình Dương và các lục địa xa xôi, vùi chúng vào Henderson. Những rác thải này đến từ 24 quốc gia khác nhau trên khắp châu lục đó mọi người. Một trong những bí ẩn lớn nhất của đảo là hang động có suối, nơi có nhiều bộ xương người được tìm thấy. Thế nhưng, không ai biết những người này là ai, họ đến từ đâu và văn hóa của họ như thế nào. Hòn đảo vẫn còn rất là nhiều bí ẩn mà các nhà thám hiểm vẫn còn chưa khám phá hết. Thứ 7. Đảo Socotra. Một hòn đảo khiến người ta cứ ngỡ là đi lạc vào hành tinh khác vậy đó các bạn ạ. Xem nhá. Socotra được mệnh danh là hòn đảo xinh đẹp nhất ở Trung Đông, thuộc sở hữu của Yemen, nằm ở Ấn Độ Dương, nổi tiếng khắp thế giới khi được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2008. Đảo Socotra bao gồm 4 hòn đảo và 2 đảo đá nhỏ xuất hiện. Hệ động vật trên hòn đảo này vô cùng kỳ lạ, với những cái cây máu rồng vươn cao đón ánh nắng mặt trời trên những bờ đá cằn cỗi. Hình dáng của chúng thật khiến cho người ta có cảm tưởng rằng máu rồng là loài cây ngoại lai từ hành tinh khác đó nha. Nhựa cây có màu đỏ rất là đặc trưng, là một loại thuốc quý luôn. Nếu như đặt chân đến đây, các bạn sẽ có cảm giác như bước vào một bộ phim khoa học viễn tưởng trên truyền hình vậy đó mọi người. Đặc biệt nha, đây cũng là quê hương của những loài thực vật không thể nào tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên trái đất. Thứ 8. Đảo Bouvet. Các bạn đã từng muốn sống một mình một nơi, hưởng thụ cảm giác chỉ có một mình trong không gian rộng lớn bao giờ chưa?
Bouvet chính là nơi dành cho các bạn đấy nha. Đây là hòn đảo bị cô lập và tách biệt nhất trên trái đất. Và cách duy nhất để đến hòn đảo Bouvet là di chuyển bằng tàu thám hiểm. Tới đây các bạn sẽ được trải nghiệm sinh tồn một trong những vùng đất khắc nghiệt nhất trên thế giới. Nơi đây là thiên đường của chim cánh cụt, hải cẩu, cá voi sát thủ, cá voi lưng gù. Một đoàn thám hiểm đã tìm đến và khám phá ra một điều hết sức kỳ lạ. Một con tàu bị bỏ hoang nằm trong vùng nước ven biển. Họ không phát hiện thấy dấu hiệu trục trặc nghiêm trọng và điểm nhận dạng khác ở trên tàu. Những mái chèo nằm cách tàu đến tận 10 mét. Và tất nhiên rồi, người ta nghĩ rằng con tàu này đã bị đắm. Nhưng mà không có xác chết, cũng không có nơi trú ẩn nào được tìm thấy gần con tàu cả. Có tới 2 vụ nổ hạt nhân đã diễn ra trên đảo vào năm 1979 mà không có quốc gia nào chịu trách nhiệm hết. Một hòn đảo âm u và đáng sợ thực sự, đúng không mọi người? Thứ 9, đảo Bắc Sentinel, bất kỳ ai đến cũng bị tấn công. Vâng, không phải là một hòn đảo không có người sinh sống, mặc dù có cư dân sinh sống khoảng 60.000 năm rồi, nhưng mà đảo Bắc Sentinel ở vịnh Bengal, Ấn Độ vẫn còn là một bí ẩn. Nhìn từ trên cao, đảo Sentinel trông rất đẹp và bình dị với những bãi biển trải dài và khu rừng rậm rạp ha. Nhưng mà người dân và khách du lịch không dám đặt chân đến đây do lo sợ bị tấn công của bộ lạc sống ở trên đảo. Hòn đảo này là nơi sinh sống của một bộ lạc không hề mến khách và sẵn sàng giết chết những người dám xâm nhập đó. Nếu như mà ai ghé thăm hòn đảo này, thay vì được chào đón một cách nồng nhiệt ha. Không các bạn sẽ phải đối mặt với sự giận dữ và hung hãn tột độ của họ. Ai mà dám đặt chân lên Sentinel lập tức sẽ bị người bộ tộc cho ăn loạt mũi tên và giết chết ngay lập tức. Vì quá nguy hiểm đi, chính phủ Ấn Độ đã từ bỏ việc tiếp cận với người dân trên đảo, thiết lập một khu vực an toàn dài 4 km. Những người ở đây hoàn toàn khước từ nền văn minh hiện đại, không có muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài đâu. Rồi vào năm 2006 nha, bộ tộc này đã từng giết chết 2 người đàn ông đánh bắt cá ở khu vực này. Bởi thế không một ai dám bén mảng tới hòn đảo này nữa, là vậy đó. Thứ 10, đảo mèo, Tashirojima Island. Chắc chắn hội con sen khi đến hòn đảo mèo lớn nhất Nhật Bản đảm bảo cũng phải sướng phát điên cho mà xem nha. Tashirojima là hòn đảo nhỏ nằm ở thành phố Ishinomaki, phía đông tỉnh Miyagi, Nhật Bản. Hòn đảo có chu vi khoảng 11 km với hơn 130 chú mèo cùng sinh sống với ngư dân ở trên đảo. À, thậm chí các bạn ơi, số lượng mèo ở đây còn nhiều hơn cả số lượng người nữa nha trời. Những chú mèo được đưa vào đảo từ thế kỷ thứ 18 đến giữa thế kỷ thứ 19 trong thời Edo để đuổi chuột khỏi các nông trại tơ tằm. Khi mà ngành công nghiệp này không phát triển thịnh vượng nữa, đa số người dân sẽ rời đảo và rồi từ đó lũ mèo bắt đầu sinh sôi, gia tăng số lượng đến chóng mặt luôn quý vị. Hiện tại thì đảo mèo vẫn duy trì ngành công nghiệp đánh bắt cá. Vì vậy, những chú mèo sinh sống trên đảo không đứng trước nguy cơ bị chết đói. Tuy nhiên, khi đến đây thì có một lưu ý nhỏ, bạn không nên cho những chú mèo trên đảo ăn vì bạn có thể sẽ bị phạt đó. Nhớ nha. Vâng các bạn thân mến, 10 hòn đảo trên đây thực sự kỳ lạ và bí ẩn đúng không nào? Anh em thấy chương trình này hay thì nhớ like, share và subscribe các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.